Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh channel bên đây nhé. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới về, là cái sản phẩm biểu tượng logo ở trên mặt trái, hoặc là một số dòng xe rất nhiều trên thị trường hiện nay trên đầu trên Toyota, Kia, ta sử dụng rất là nhiều. Điều này thì chỉ nghe một số anh em có thể biết tên trên cái tấm lắng các bạn nhé. Cái tấm lắng của xe, cái tấm lắng ngoài ra đi mình có cái rất là hay luôn. Đấy, đây đây vừa qua thì rất nhiều các bạn hỏi mình có rất là lạ lạ và đẹp, không thì hôm nay mình lên cho các bạn xem. Ở đây thì các bạn nhìn hai cái logo này chúng ta có thể thay thế bằng logo đầu Hyundai, Kia, của Đông Phong, của Vô, Mitsubishi được hết các bạn nhé. Và biệt có hai thanh kiếm đây các bạn, hai thanh kiếm này thì nó sẽ có hai đầu vắt hai bên được nhau thì nó rất là đẹp nha các bạn, thấy không? Đấy, cái này thì xuất hiện bằng gì các bạn ạ? Cái này thì bằng chrome, mạ chrome các bạn nhé. Đấy, bên trong của nó thì rất đơn giản thôi, nó bằng băng dính hai mặt anh em, thì bóc ra và dán vào rất đơn giản luôn, không cần phải chờ cháo khoan đục đẽo gì cả, xe cả anh em chán anh em bóc ra thích chúng ta dán vào nó rất là rẻ, nó không có gì đắt cả. Đấy, ví dụ như là mình đang design một cái bụng ở trước mặt các bạn đây, đó chính là ví dụ như là mình cái logo ở dưới là Kia, chúng ta có thể design cái kiếm hai bên rất đẹp, ta để thay logo Isuzu, Hyundai, rồi là một số dòng Mitsu hoặc là Hino, tất cả được hết các bạn nhé. Đấy, cái này rất là dễ dán thôi, nhưng mà mình sẽ cầm cái thước và mình đo cho các bạn cái kích thước. Đó, mình đo các bạn cái kích thước nha, để các bạn biết được là cái kích thước của nó to ngắn như nào để anh em có thể để lắp vào xe của anh em đẹp hơn. Đó, hàng về rất nhiều mà mới thì mình chưa có thời gian đúng được vừa xem. Đó, 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 ở đây là cái đất này cũng rất đẹp nhé. Đầu này là cái đất này, cái này cái đầu này. Đất này là cái đầu này, rất là nổi các bạn, nhìn nó rất là nổi luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, 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 đó. Kích thước của nó là một cánh của nó sẽ rơi vào 52 phân, đó, và độ cao của nó các bạn nhé. Thì cái đó là độ cao, độ cao to nhất của nó. Đây là 9 phân, độ lớn nhất của nó. Đây là 6 phân, đó, các bạn thấy không? Đấy, bây giờ thì mình sẽ đây là kích thước. Thì còn cho anh em thì mình đồng cao số điện thoại là 0788 2383 và 0788 2383. Mọi người nhớ đến cái đường link nhận thức của mình các bạn nhé. Các bạn nhớ đến cái mình mà đều đúng ràng các bạn nhé. Gặp lại mọi người ở video sau. Đó, cái này rất là đẹp của các bạn, cũng rất là đẹp và lạ đấy các bạn.